Vâng, hello các anh em đam mê bộ môn badminton, bộ môn cầu lông. Thì hôm nay tôi mặc áo trắng sẽ có màn solo cùng với lại anh thầy giáo dạy cấp 2. Đánh đơn nha các bạn, 3 set thắng 2 nha. Rồi mời các bạn cùng xem nhé. Thank you.
No.